Chiều ngày 11 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tại chùa Bằng Linh Tiền Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã hoan hỉ tổ chức lễ hàng thuận cho hai đôi bạn trẻ Lưu Bách Đại pháp danh Minh Phúc và Trần Thị Hiền pháp danh Diệu Hiền, Phan Đức Anh pháp danh Minh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hằng pháp danh Diệu Nga. Năm 1971, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa đã chính thức đặt tên cho lễ kết hôn tại chùa là lễ hàng thuận. Theo tên gọi thì Hằng là thường xuyên, là luôn luôn, còn Thuận là hòa thuận, là đồng thuận hướng về những điều cao thượng, chân thiện trong đời sống. Hằng thuận có nghĩa là đôi vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, tương kính nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vừa làm tròn trách nhiệm bổn phận của người vợ, người chồng trong đời sống gia đình. Đối với ông bà, cha mẹ và con cái, vừa hướng đến con đường tu tập giác ngộ giải thoát trên cơ sở giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện và tu tập theo bát chính đạo. Mục đích chính của lễ hằng thuận là làm thế nào để cho đôi vợ chồng ý thức được tầm quan trọng của nền tảng đạo đức tâm linh trong đời sống gia đình, để từ đó hướng đến một đời sống hôn nhân thật sự an lạc hạnh phúc. Để thực hiện được điều này, trước hết, đôi vợ chồng phải hết lòng yêu thương nhau, chung thủy, tôn trọng, quy kính lẫn nhau và luôn luôn hòa thuận với nhau, cùng nhau hướng đến những điều thánh thiện và cao thượng trong cuộc sống, như hàm nghĩa của hai từ hằng thuận đã toát lên. Vì lẽ đó, dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp Trung ương, Phó ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự, sự tham dự của họ hàng hai bên gia đình cùng câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Chùa Bằng, hai đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng. Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, hai đôi bạn trẻ đã được Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tăng Tác Pháp Quy Y Tam Bảo và trao truyền ngũ giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Các đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa Thượng Trụ Trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong Kinh Thiện Sinh. Hòa Thượng khuyên tấn hai đôi tân lang tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền dề thảo, cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Mỗi một hoàn cảnh, Đức Phật đều dạy chúng ta một bài học. Bài học quý giá trở về cái hoàn thiện của con người, mà ở đây là nhìn về khía cạnh hôn nhân. Đức Phật đã dạy đạo vợ, đạo chồng. Chồng đối với vợ phải ra sao, vợ phải đối với chồng ra sao. Nhưng bên cạnh đó, hôm nay các con cũng sẽ được nghe lời Phật dạy và hiểu đạo. Bởi vì dù các con bây giờ trưởng thành và sau này gia đình rồi vươn xa hơn nữa, rời khỏi vòng tay bố mẹ, sống trong cuộc sống làm ăn mới, nhưng cũng lúc nào cũng đều có cha mẹ. Rồi sau này cha mẹ có thể tuổi già không còn ở với con về thể xác, nhưng mà về tinh thần của cha mẹ vẫn bên các con. Do đó mà các con phải học được hiếu đạo. Bên cạnh đó thì các con lại học lời Phật dạy về cách làm cha mẹ. Đức Phật dạy con người có hiếu đạo với cha mẹ, nhưng mà cũng có trách nhiệm làm cha mẹ với con cái. Đó là hai phần quan trọng nhất trong buổi tối hôm nay mà các con sẽ được hưởng thụ những cái lời Phật dạy, những cái hào quang năng lượng của Tam Bảo gia trì cho các con. Và cuối cùng là thực hiện các nghi thức đời thường. Đây không phải là lễ cưới, nhưng mà muốn trước mặt Tam Bảo các con thề nguyện với nhau, trước mặt Tam Bảo các con trao nhân cho nhau, trước mặt Tam Bảo các con đọc cái lời phát nguyện kết hôn, để các con nương vào sự gia trì, nhưng mà cũng là như là một lời gắn kết, một chất keo dính để các con làm kỷ niệm, giữ trong cuộc đời của mình để cái hạnh phúc nó trọn vẹn trong các con cả cuộc sống bây giờ và cho mãi mãi, cho tới đầu bản dân lòng. Tiếp theo, hai đôi bạn trẻ đã thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức và sự chúc phúc của đại chúng. Cuối buổi lễ, hai đôi bạn trẻ đã đối trước Chư Tôn Đức mà đọc lời thệ nguyện kết hôn, đồng thời dâng phẩm vật cúng dường lên Chư Tôn Đức chứng minh. Chư Tôn Đức chứng minh cũng đã tặng quà chúc phúc và tụng kinh cầu nguyện cho hai đôi bạn trẻ sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Hòa Thượng trụ trì cùng Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã tặng cho toàn thể đại chúng một tấm thiệp chúc Tết nhân dịp Xuân Canh Tý sắp tới, với mong muốn đại chúng đều có một năm mới hạnh phúc, an vui và thành tựu mọi sở nguyện.